Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nhắc nhiều về tàu không số và hôm nay trong chương trình đặc biệt kỷ niệm 60 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam cho phép chúng tôi được đưa lại một góc nhìn khác về đoàn tàu không số cũng như là Hải quân Nhân dân Việt Nam trong những năm đầu khó khăn gian nan. Một góc nhìn từ đối phương, chúng ta hãy cùng nghe phần phỏng vấn với một cựu binh Hải quân Mỹ mà chúng tôi vừa thực hiện. John Tezano, một cựu chiến binh Hải quân Mỹ, người đã từng tham chiến tại Việt Nam từ năm 1970 đến năm 1974. Sau chiến tranh, Tezano là một trong những cựu quân nhân đầu tiên quay trở lại Việt Nam với nỗ lực hòa giải, gỡ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Trong ký ức của Tezano, Hải quân Việt Nam là một ẩn số với nhiều bất ngờ mà chỉ đến khi chiến tranh đã đi qua, ông mới có dịp được nhìn lại. I was here in 1972. Tôi có mặt tại Việt Nam vào năm 1972 và chưa bao giờ từng nghe tới Hồ Chí Minh trên biển. But I was very well aware. Duy chỉ có một điều mà tôi thấy rõ ràng rằng bằng một cách nào đó, quân đội Việt Nam đã vận chuyển được khí tài quân dụng đi khắp mọi nơi. Cho đến mãi sau này, tôi mới biết đó là nhờ đường Hồ Chí Minh trên biển. Tôi thấy rằng người Việt Nam rất tháo vát và giỏi xoay chuyển trong các tình huống. Thật lòng mà nói, người Mỹ lẽ ra phải biết về điều này sớm hơn. Người Mỹ đã không rút kinh nghiệm từ Điện Biên Phủ năm 1954 khi mà Việt Nam đánh bại người Pháp. Khi ấy, người Pháp luôn tự tin rằng họ có một thế trận hoàn hảo không thể đánh bại. Còn người Việt Nam thì không có bất cứ loại vũ khí nào đáng sợ. Thế nhưng thực tế họ đã nhầm. Người Mỹ cũng đã chủ quan khi cho rằng người Việt Nam không thể vận chuyển được vũ khí ở trên bộ cũng như trên biển. Đường Hồ Chí Minh trên biển và những con tàu không số quả thực là một chiến lược hoàn hảo. Bởi bằng cách vận chuyển này, người Việt Nam đã vận chuyển vũ khí thành công đi khắp các mặt trận.